Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Fegame. Nếu là người hay theo dõi livestream của Fegame thì chắc hẳn các bạn đã không còn lạ gì với series Neo 2 không biết chơi của mình trên kênh rồi phải không? Và sau hơn 80 giờ chơi với tổng cộng 1159 lần chết đi sống lại trong Neo 2 thì cuối cùng mình cũng đã hoàn thành xong trò chơi. Và bây giờ thì mình sẽ ngồi tổng hợp lại toàn bộ những suy nghĩ cũng như cảm nhận của mình về trò chơi này trong video ngày hôm nay nhé. Cũng xin lưu ý rằng nội dung của video là phản ánh góc nhìn của một người mới chỉ chơi Neo 1 trong vỏn vẹn có 6 tiếng. Do đó là những trải nghiệm của mình trong phiên bản này có thể được coi là của một người chơi mới hoàn toàn. Thế nên là nếu bạn chưa từng chơi Neo 1 và đang cần thêm thông tin để quyết định xem liệu có nên chơi Neo 2 hay không, thì video này sẽ phần nào cho các bạn câu trả lời. Và trước khi bắt đầu video thì mình cũng xin được gửi lời cảm ơn đến bạn Hiệp Sabito vì đã tài trợ mình game cũng như là giúp đỡ mình rất nhiều trong quá trình chơi để mình có thể thực hiện bài review này. Ok, không để mất nhiều thời gian nữa, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Mặc dù được đánh số 2, nhưng mà Neo 2 lại đóng vai trò là phần tiền truyện của Neo 1, lấy bối cảnh khoảng 50 năm trước khi William đặt chân đến xứ sở mặt trời mọc. Trong game thì bạn sẽ vào vai một nhân vật có tên là Hide, là một bán yêu được sinh ra trong một gia đình có cha là người, còn mẹ là yêu quái. Và khi lớn lên thì Hide sẽ kết bạn với Tokichiro, là một thương lái chuyên buôn bán và trao đổi đá Amrita, cùng với Mamyo là một thợ săn yêu quái và là trưởng tộc của gia tộc Sohaya. Cùng với nhau thì họ chu du đất nước Nhật Bản giữa thời kỳ chiến quốc và cuối cùng là giải mã những bí ẩn về quá khứ của nhân vật chính. Mặc dù là một nhân vật có tên và lai lịch rất cụ thể nhưng mà Hide thì lại không phải là một nhân vật cố định như anh chàng samurai tóc vàng ở phần 1. Trong phần này thì bạn sẽ được phép tạo nhân vật theo ý mình và theo mình đánh giá thì cơ chế tạo nhân vật của Neo 2 là một waifu maker thực sự khi mà bạn có thể tạo ra những nhân vật giống như là vừa bước ra từ những trang truyện tranh hay phim hoạt hình của Nhật Bản vậy. Bạn có rất nhiều thông số để tùy chỉnh từng đặc điểm trên khuôn mặt và nếu bạn đủ kiên nhẫn thì bạn hoàn toàn có thể tạo ra bất cứ nhân vật nào mà bạn muốn. Kể cả khi bạn không muốn tốn hàng giờ đồng hồ ngồi tạo nhân vật thì bạn vẫn có thể làm việc này chỉ trong nháy mắt. Sau khi tạo nhân vật xong thì trò chơi sẽ cung cấp cho chúng ta tính năng chia sẻ thiết kế nhân vật lên mạng để bất cứ ai cũng có thể tải về và sử dụng luôn những thiết kế được tạo sẵn này làm nhân vật cho mình. Giống như trên livestream thì mình cũng đã cho các bạn xem thử các mẫu nhân vật như là 2B, Harley Quinn, Zero Two, Geralt hay là Siri và tất cả những đoạn mã cho các mẫu nhân vật này mình đều có thể tìm thấy trên Internet chỉ bằng một vài bước Google đơn giản. Sau khi xem xét một lượt các mẫu nhân vật này thì mình đã đi đến quyết định là sẽ đồng hành cùng với series trong trò chơi này và việc được nhìn thấy series xuất hiện trong một tựa game có bối cảnh và một nền văn hóa hoàn toàn khác nơi cô đến cũng đã tạo cho mình một cảm giác khá thích thú với từng đoạn cắt cảnh trong trò chơi. Cốt truyện của Neo 2 cũng rất đơn giản và dễ hiểu với lối kể chuyện vô cùng trực tiếp cùng với những đoạn cắt cảnh giải thích khá đầy đủ các sự kiện, do đó thì bạn sẽ không cần phải sử dụng quá nhiều não để có thể hiểu được những gì đang xảy ra xung quanh mình. Tuy nhiên thì có một điểm mà có thể sẽ nhiều bạn không thích, đó là việc nhân vật của chúng ta là một nhân vật hoàn toàn câm lặng và mọi câu thoại trong game đều sẽ được thực hiện bởi những người bạn đồng hành của Hide. Đây là một điều mà chúng ta sẽ phải chấp nhận đánh đổi khi mà cho phép người chơi tự tạo nhân vật của mình thay vì là một nhân vật cố định như là William. Nhìn chung, mặc dù không có gì quá nổi trội nhưng mà mình vẫn cho rằng cốt truyện của Neo 2 đã làm tốt nhiệm vụ là cung cấp cho bạn một mục đích để tiếp tục cuộc hành trình trong game. Và vì là một trò chơi tập trung vào gameplay nên chúng ta cũng sẽ không cần phải quá khắt khe với cốt truyện vốn chỉ là thứ yếu của trò chơi này. Về mặt nghe nhìn thì trò chơi đã có những điểm làm tốt nhưng cũng có những điểm làm chưa tốt. Đồ họa của trò chơi là gần như y chang bản 1, không có những điểm nâng cấp quá nổi bật mà người chơi có thể nhận ra bằng mắt thường. Mặc dù phần mô đồ nhân vật được làm khá trau chuốt và tỉ mỉ, nhưng phần thiết kế môi trường thì vẫn chỉ dừng lại ở mức trung bình. Trò chơi vẫn thiếu đi những khung cảnh hùng vĩ mà có thể khiến người chơi dừng lại trong vài phút để tận hưởng. Với một nền tảng đồ họa rất bình thường thì trò chơi đã không làm tốt trong việc cho mình cảm nhận được một không gian văn hóa đặc trưng của Nhật Bản. Ví dụ như là có một đoạn khi mà nhân vật chính đi qua một khu vườn Sakura, thay vì làm mình phải đứng lại một lúc để tận hưởng không gian này thì vườn hoa trong game cho một cảm giác khá giống đồ nhựa. Chính vì nền tảng đồ họa trung bình này kết hợp với việc bị quái dí ở khắp mọi nơi thì việc bạn dừng chân ngắm cảnh trong Neo 2 là gần như không có. Ngoài ra thì việc thiết kế môi trường sơ sài còn thể hiện ở những phòng đấu chùm. Hầu hết các trận đấu chùm trong game đều diễn ra trong một căn phòng chật hẹp không có gì đặc biệt, hoặc nếu không phải là một căn phòng thì nó sẽ là một không gian nào đó bị bao vây bởi bốn bức tường.
Điều này gây ra một cảm giác khá bức bí cho người chơi, và mình ước rằng giá như Team Ninja có đầu tư vào thiết kế bối cảnh đấu trùm hoành tráng hơn thì chắc chắn là trải nghiệm đấu trùm trong trò chơi này sẽ được nâng cao gấp bội phần. Trái ngược với yếu tố nhìn thì yếu tố nghe của trò chơi lại được làm vô cùng xuất sắc. Trong quá trình livestream thì mình cũng đã quan sát thấy có khá nhiều bạn khen nhạc đánh trùm của game hay, và mình cũng hoàn toàn đồng ý với ý kiến này. Mỗi trận đấu trùm trong game đều có một bản nhạc chiến đấu riêng, và hầu hết các bản nhạc này đều rất thành công trong việc tăng cường cảm xúc của người chơi. Ai mà lại có thể không nhớ đến bản nhạc kinh dị khi đối đầu với con rắn ba đầu? Hay là giai điệu hùng tráng khi chiến đấu với dương quá của băng giá? Thực sự đấy, các bạn cứ nghe thử mà xem. Ngoài ra thì việc chết đi sống lại trong các trận đấu trùm cũng phần nào khiến cho những giai điệu này có thể in đậm trong tâm trí mình. Và bây giờ thì chỉ cần nghe lại nhạc chiến đấu thôi, mình cũng có thể hình dung ra đó là trận đấu nào rồi. Nhìn chung thì mình hoàn toàn bị thuyết phục bởi nhạc game của Neo 2 khi không hề nghĩ rằng nó có thể được làm tốt đến như vậy. Thế nhưng thì tất cả những yếu tố mà mình đã nhắc đến từ đầu đến giờ đều chỉ là những yếu tố phụ, bởi vì gần như tất cả chúng ta khi quyết định mua Neo 2 về chơi đều là bởi vì yếu tố combat đã tay của nó. Chứ ít ai lại mua Neo 2 về chỉ để thưởng thức cốt truyện, ngắm cảnh hay là nghe nhạc cả. Một trò chơi cần phải được đánh giá theo tiêu chí mà nó được làm ra. Thế nên thì mình sẽ dành toàn bộ thời lượng còn lại của video để nói về yếu tố chủ đạo của Neo, đó là về hệ thống chiến đấu. Neo là game nhái Dark Souls. Đó là một kiểu bình luận mình thường xuyên gặp trong quá trình livestream Neo 2 trên kênh. Tuy nhiên thì dưới góc độ là một người chơi casual, đã chơi qua toàn bộ series Dark Souls cùng với Bloodborne và Sekiro, mình không hoàn toàn đồng tình với quan điểm Neo là một tựa game copy Dark Souls. Trong nhiều những video trước đây nói về Dark Souls, bọn mình đã có nói rằng sự thành công của Dark Souls đã đặt nền móng cho một thể loại mang tên chính nó là Souls-like. Souls-like không phải là một từ mang nghĩa tiêu cực, mà nó chỉ là một cái tên không chính thức để đặt cho một subgenre đang có xu hướng phát triển thịnh hành trong một thập kỷ trở lại đây. Các trò chơi được xếp vào subgenre thường sẽ được kế thừa lại một hoặc một số những yếu tố cốt lõi của trò chơi đi tiên phong và sau đó tiến hóa để có thể đưa đến tay người chơi một trải nghiệm tương đồng nhưng vẫn tạo ra được sự khác biệt. Việc sử dụng tên của một trò chơi để đặt cho một subgenre đã không phải là một điều gì đó quá mới mẻ. Roguelike là một ví dụ. Nó là tên của một thể loại game vượt hầm ngục được đặt theo tên của một trò chơi đi tiên phong đã khai sinh ra thể loại này là Rogue Exploring the Dungeons of Doom, ra mắt vào năm 1980. Vào thời điểm đó, Rogue đã sử dụng một số những yếu tố mà sau này đã trở thành cốt lõi của subgenre này. Đó là cơ chế chiến đấu theo lượt, cơ chế tạo hầm ngục ngẫu nhiên và việc mỗi lần bạn chết, bạn sẽ phải chơi lại từ đầu. Sau khi Rogue được ra mắt thì đã có rất nhiều những trò chơi tương tự được ra đời, vẫn giữ lại cái tinh thần của Rogue nhưng cũng phần nào làm khác đi, để từ đó tất cả những trò chơi như vậy đã tạo nên một thể loại game được gọi là Roguelike. Tương tự như vậy, trong thập kỷ vừa qua, chúng ta đã có rất nhiều những tựa game hành động nhập vai được ra đời. Chúng vẫn giữ lại phần hồn của dòng game Souls và cải tiến nó dựa trên những nền móng vững chắc được xây dựng từ trước để đưa đến với người chơi một trải nghiệm không mới nhưng vẫn có sự khác biệt. Do đó, đối với mình, Neo cũng giống như là The Search, Code Vein hay Lords of the Fallen đều là những trò chơi nằm trong cùng một subgenre mà dòng game Souls là người đi tiên phong. Trong quá trình livestream thì mình cũng đã nhận được rất nhiều những yêu cầu so sánh Neo 2 với Dark Souls hay Neo 2 với Sekiro. Theo mình, Neo là một trò chơi đã bắt đúng tinh thần của thể loại Souls-like, đó là một độ khó kinh hồn, một cơ chế phát triển nhân vật có chiều sâu và một hệ thống chiến đấu đòi hỏi nhiều kỹ năng. Tuy nhiên thì Neo đã tạo nên sự khác biệt ở chỗ là nó đề cao tính chủ động của người chơi trong chiến đấu bằng cách cung cấp cho người chơi rất nhiều công cụ để kiểm soát tốc độ trận đấu. Còn về Dark Souls hay hầu hết các trò chơi gần đây của From, chúng lại có phần đề cao tính kiên nhẫn hơn khi trong hầu hết các trường hợp, cách gây sát thương an toàn và hiệu quả là né đòn hoặc đỡ đòn, chờ opening và phản công. Opening là một khái niệm dùng để ám chỉ các đoạn animation hồi phục của kẻ địch, thường là sau một chuỗi đòn đánh nguy hiểm khi mà lúc đó bạn có thể tấn công mà vẫn biết chắc rằng mình có đủ thời gian để thoát ra ngoài an toàn sau khi opening kết thúc.
Với Neo thì bạn sẽ không phải chờ đợi opening để có thể gây sát thương lên kẻ địch, mà bạn có thể chủ động tạo ra opening theo nhiều cách khác nhau. Cụ thể là khác với Dark Souls khi mà quái vật trong game có vô hạn stamina. Mỗi kẻ địch trong Neo 2 đều có một thanh stamina riêng, trong game này thì nó gọi là thanh ki, và bạn hoàn toàn có thể đánh bay hết ki của đối phương để tạo ra opening một cách chủ động, từ đó gây sát thương lớn lên kẻ địch. Chính vì cái tinh thần đề cao sự chủ động như vậy mà mình cho rằng phong cách chiến đấu của Neo là rất khác so với Dark Souls, thế nên là mình sẽ không bao giờ coi Neo là một tựa game copy, bởi vì đơn giản chúng chỉ là những trò chơi thuộc cùng một subgenre. Giống như Neo 1, hai yếu tố quan trọng nhất đã định hình nên phong cách chiến đấu của Neo là cơ chế chuyển thế đánh và cơ chế hồi ki vẫn đóng vai trò chủ đạo trong lối chơi của Neo 2. Đối với bạn nào chưa chơi Neo thì các bạn có thể hiểu rằng trò chơi sẽ cung cấp cho bạn 3 thế đánh khác nhau, với mỗi thế sẽ có một số những đặc điểm riêng biệt để sử dụng vào những mục đích khác nhau. Thế cao hay high stand là thế đánh có tốc độ tấn công chậm, khả năng di chuyển kém linh hoạt nhất, nhưng bù lại thì lượng sát thương gây ra cực kỳ lớn, chỉ nên được sử dụng khi bạn đã thuộc đòn đánh và biết chắc thời điểm nào là opening của đối phương. Thế dưới hay low stance là thế có tốc độ tấn công nhanh, khả năng di chuyển và né đòn rất linh hoạt, nhưng lượng sát thương gây ra ở thế này thì lại rất thấp, chỉ nên được sử dụng để né đòn hoặc đối phó với các con trùng có tốc độ cao. Và cuối cùng là thế giữa hay mid stance là thế cân bằng giữa thế cao và thế thấp ở tất cả các phương diện như tốc độ hay sát thương. Tuy nhiên thì mid stance sẽ được sử dụng tốt nhất cho mục đích phòng thủ, khi mà đỡ đòn trong thế này sẽ tốn ít ki hơn hai thế còn lại. Việc chuyển đổi giữa các thế này cũng rất linh hoạt, do đó bạn sẽ thấy trong một trận đấu chùm, người chơi sẽ chuyển thế liên tục để ứng biến với từng tình huống rất cụ thể trong game. Khả năng hồi ki cũng là một yếu tố giúp nâng cao tốc độ chiến đấu của Neo, khi mà bạn có thể chủ động quyết định tốc độ hồi ki sau mỗi hành động. Và theo thời gian thì bạn có thể mở khóa được một số những kỹ năng giúp bạn vừa hồi ki vừa né đòn, hay vừa hồi ki vừa chuyển thế, vô cùng tiện lợi và linh hoạt. Do đó, yếu tố quản lý stamina hay ki trong Neo đòi hỏi nhiều kỹ năng hơn bất cứ tựa game tryhard nào mà mình từng chơi qua. Về mặt phát triển nhân vật thì đây cũng là một hệ thống được xây dựng vô cùng chi tiết và tỉ mỉ. Nhân vật của bạn sẽ có tổng cộng là 8 chỉ số, được gọi là các chỉ số cốt lõi, để bạn có thể nâng điểm mỗi lần lên cấp. Mỗi chỉ số cốt lõi này sau khi được cộng điểm sẽ làm gia tăng các chỉ số cụ thể của nhân vật như là số lượng máu, số lượng ki, khả năng mang giáp nặng, khả năng phòng thủ, vân vân. Ngoài ra thì việc tăng một chỉ số cốt lõi cũng sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh của một hoặc một nhóm các vũ khí cụ thể. Do đó thì bạn sẽ muốn tập trung cộng điểm cho chỉ số nào có lợi cho loại vũ khí mà bạn muốn sử dụng nhất. Đây là một điều khá quen thuộc đối với những bạn đã chơi qua Dark Souls. Tuy nhiên thì điều đó cũng không có nghĩa rằng bạn sẽ bị bó buộc theo một kiểu build nhất định từ đầu đến cuối. Trò chơi cung cấp cho chúng ta một loại vật phẩm để bạn có thể reset lại toàn bộ chỉ số và cộng lại từ đầu nếu như bạn muốn chuyển sang sử dụng một loại vũ khí khác. Bạn có thể mua vật phẩm này trong shop, nhưng hãy lưu ý rằng chúng có giá tương đối đắt và giá của chúng sẽ tăng lên theo mỗi lần mà bạn mua. Do đó, hãy cân nhắc kỹ trước khi reset nhé. Ngoài những thứ đã quen thuộc với các game thủ đã chơi qua Neo 1, thì Neo 2 này có gì mới? Về hệ thống vũ khí thì chúng ta có thêm hai loại vũ khí mới là cây lưỡi hái Switchblade, nghe giống như tên một loại vũ khí trong Monster Hunter, và thứ hai là cây rong rìu Hatchet. Trong khi Switchblade là một loại vũ khí có thể chuyển đổi qua lại giữa phong giáo và lưỡi hái tùy theo thế đánh, thì rong rìu lại là một loại vũ khí chuyên để ném và gây sát thương ở tầm trung. Tuy nhiên thì trong quá trình chơi mình đã không build theo đường của hai loại vũ khí này, thế nên là mình sẽ không thể đánh giá được về mức độ hữu dụng của chúng. Bên cạnh hai loại vũ khí mới, chúng ta cũng có thêm một số cơ chế mới có liên quan đến sức mạnh yokai của nhân vật chính, do Hide là một bán yêu. Đầu tiên là khả năng hóa yokai, hay còn được gọi là yokai shift. Tùy theo dạng yokai mà bạn chọn là Brute, Feral hay Phantom thì bạn có thể hóa thành 3 dạng yokai khác nhau. Brute, đúng như tên gọi của nó, là dạng chuyên đi gây sát thương lớn với vũ khí là một cây chùy khổng lồ. Feral là dạng chuyên về tốc độ, có khả năng di chuyển và gây sát thương ở tốc độ cao. Và cuối cùng là Phantom, chuyên về phép thuật và gây sát thương từ xa. Trong suốt quá trình mình chơi thì mình đã hóa yokai chỉ vòn vẹn có hơn 50 lần, lý do là bởi vì khả năng này không thực sự hữu dụng như vẻ bề ngoài hào nhoáng của nó.
Thời gian để duy trì Yokai Shift sẽ bị trừ tùy theo đòn đánh và lượng sát thương mà bạn nhận khi đăng hóa. Và trong hầu hết các trường hợp, mình chỉ có thể duy trì được trạng thái này chỉ trong có vài giây và lượng sát thương mình có thể gây được trong khoảng thời gian này là không hề đáng kể. Đổi lại thì một điểm trừ rất lớn của việc hóa Yokai đó là việc bạn rất dễ bị mất nhịp của trận đấu. Tức là sau mỗi lần hóa thì khả năng cao là bạn sẽ không nhớ được cái pattern hay là thứ tự ra đòn của đối phương và từ đó rất dễ mắc sai lầm trong những giây tiếp theo. Tiện nói đến việc sai lầm thì trò chơi thực sự nặng tay trong việc trừng phạt sai lầm của người chơi. Hầu như con quái nào trong game cũng có thể cho bạn quay về checkpoint chỉ trong 2 hit. Do đó, việc mắc hai sai lầm liên tiếp trong Neo 2 là một điều không được cho phép. Việc sát thương của kẻ địch quá lớn đôi lúc sẽ dễ làm game thủ, đặc biệt là những người chơi mới như mình dễ bị nản. Và quả thực là Team Ninja đã phải tung ra bản vá số 105 để làm giảm đam cũng như là sức phòng thủ của một số kẻ địch nhất định trong game. Do đó, một cảnh báo cho các bạn chưa chơi nhưng có ý định chơi Neo, đó là nếu bạn đang đầy máu, bạn sẽ không được phép mắc hai sai lầm liên tiếp. Số lượng bình máu mà bạn mang theo sẽ tương đương với số lần mà bạn có thể cho phép bản thân mình mắc sai lầm. Bạn sẽ được mang tối đa 8 bình Elixir cùng với một số vật phẩm khác cũng có tác dụng hồi máu để giúp trò chơi dễ thở hơn. Còn nếu bạn muốn try hard như mình thì chỉ cần mang theo 3 bình máu, tương đương với tối đa 3 lần bạn được phép mắc sai lầm trong một trận đấu chùm. Quay trở lại với khả năng hóa Yokai của nhân vật chính, mặc dù Yokai Shift là một tính năng không quá hữu dụng đối với mình, nhưng Burst Counter lại là một điểm sáng trong combat của Neo 2. Burst Counter là một cơ chế mới giúp bạn có thể đối phó với các đòn đánh màu đỏ của kẻ địch. Trong game thì kẻ địch nào cũng sẽ có ít nhất một đòn màu đỏ, đó là những đòn đánh có uy lực rất mạnh, nhưng chúng có thể bị khống chế bởi Burst Counter. Tùy theo dạng Yokai mà bạn chọn thì cơ chế counter cũng sẽ khác nhau. Đối với Brute thì đó là một đòn đánh không cần timing. Với Feral thì đó là một cú lướt đòi hỏi timing chuẩn xác. Và Phantom thì nó giống như là một đòn parry. Cơ chế này giúp làm tăng tính thử thách cũng như là mức độ căng thẳng trong mỗi trận đấu chùm, tương tự như là việc Mickey Lee counter các đòn đánh dạng Frost trong Sekiro. Và đây là một điểm mình rất thích trong Neo 2. Bên cạnh đó, một cơ chế mới nữa được thêm vào trong bản này đó là Soul Core. Soul Core là những vật phẩm đặc biệt rơi ra từ những con Yokai. Mỗi loại Yokai sẽ có một Soul Core mà bạn có thể thu thập được và nếu bạn trang bị chúng cho nhân vật thì bạn sẽ có thể sử dụng được các đòn đánh của Yokai tương ứng. Do số lượng yêu quái trong Neo 2 là rất đa dạng nên lượng Yokai Ability mà bạn có thể thu thập cũng vô cùng đồ sộ. Tuy nhiên, như một lẽ thường tình thì số lượng vẫn luôn tỷ lệ về chất lượng. Các đòn đánh Yokai Ability tuy nhiều nhưng số lượng các đòn đánh thực sự hữu dụng lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngoài ra thì Team Ninja cũng chưa thực sự làm tốt trong việc cân bằng tính hữu dụng của các đòn đánh Yokai. Ví dụ như là chiêu của con rắn, quá OP so với các chiêu khác, cộng thêm việc bạn có thể lấy được nó rất sớm ở trong game, khiến cho tính đa dạng về số lượng đòn đánh Yokai đã bị mất đi ý nghĩa của nó. Một yếu tố mới nữa mà Team Ninja đã đưa vào trong Neo 2 đó là khả năng bốc mộ của những người chơi khác lên để làm NPC giúp đỡ mình trong chiến đấu. Trong quá trình chơi thì bên cạnh các cái mộ đỏ mà bạn đã quá quen thuộc trong Neo 1 thì ở bản 2 này bạn sẽ có thêm những cái mộ màu xanh. Nếu bạn sở hữu một vật phẩm được gọi là Ochoco Cups thì bạn có thể bốc mấy cái mộ màu xanh lên làm NPC đồng hành cùng bạn. Thế nhưng thì những con NPC này sẽ chỉ phát huy hiệu quả như là một mồi nhử giúp phân tán sự tập trung của boss mà thôi, chứ bạn đừng quá trông chờ vào khả năng gây sát thương của chúng nhé. Tóm lại, về hệ thống chiến đấu, Neo 2 vẫn là một siêu phẩm hành động vì sở hữu một hệ thống phát triển nhân vật có chiều sâu và một cơ chế chiến đấu đòi hỏi rất nhiều kỹ năng và chất xám. Đây cũng là điểm mạnh nhất của trò chơi và nên được đưa ra làm tiêu chí cân nhắc đầu tiên nếu như bạn có ý định mua trò chơi này. Ok, khen như vậy là đủ rồi. Ở phần cuối của video thì mình xin phép được nói về những điểm mà mình cảm thấy chưa thực sự hài lòng về Neo 2. Đầu tiên, đó là việc trò chơi đã quá lạm dụng việc tái chế content. Nếu bạn nào đã chơi qua Neo 1 thì chắc hẳn sẽ đồng tình với mình ở điểm này. Màn chơi ở hầu hết các nhiệm vụ phụ đều là map tái chế từ nhiệm vụ chính. Nhà phát triển chỉ cố gắng làm nó khác đi bằng cách cho người chơi di chuyển lại theo một lộ trình khác hoặc thay đổi vị trí các con quái vật trong map đó. Và ở bản 2 này thì cách tái chế content vẫn không có gì khác. Điều này cho mình một cảm giác rằng map trong Neo cũng như là Neo 2 chỉ đóng vai trò là những tấm phông nền cho một vở kịch trên sân khấu mà tại đó nó chỉ đóng vai trò như là cho chúng ta một cảm giác thoáng qua về bối cảnh chứ không có mục đích tái hiện lại chính xác vị trí địa lý nơi nhân vật của chúng ta đi qua.
Việc tái chế content cũng thể hiện rõ ở việc một số con trùm xuất hiện lại nhiều lần ở giai đoạn sau của trò chơi, và thậm chí là một số con còn được bê nguyên từ bản 1 sang mà không có bất cứ một lời giải thích nào cho việc tại sao con trùm này lại có mặt ở vị trí đó. Đây là một điểm khiến mình cảm thấy khá hụt hẫng khi chơi Nioh 2. Dẫu biết là sẽ có những lý do như là giới hạn về kinh phí hay là nguồn lực, nhưng nếu chưa làm đủ tốt thì mình vẫn cảm thấy rằng nên phải được nói lên để nhà phát triển có thể cải thiện được trong các sản phẩm tiếp theo. Nhất là khi Nioh và Nioh 2 là những trò chơi có rất đông sự tham gia của các lập trình viên người Việt Nam chúng ta. Tổng kết, tuy vẫn tồn tại những điểm hạn chế mà đáng lẽ ra có thể được làm tốt hơn, Nioh 2 vẫn là một trải nghiệm có 102 đối với mình và là trò chơi đầu tiên đã khiến mình phải ngồi xuống và livestream liên tục 5 giờ đồng hồ. Đây thực sự là một tựa game thử thách và có lẽ là thử thách nhất mà mình từng chơi qua. Tuy nhiên thì cũng đừng để điều đó làm các bạn bị chùn bước. Nếu các bạn yêu thích một tựa game bối cảnh Nhật Bản, các bạn muốn được tự tay tạo waifu của mình và các bạn muốn mình trở nên ngầu lòi trong từng pha né đòn, đỡ đòn hay phản công của Nioh 2 thì đây là một trải nghiệm không thể bỏ qua. Nhân tiện đây thì nếu có bạn nào trong đội ngũ phát triển của Nioh 2 mà có đang xem video này thì cho mình được gửi lời cảm ơn tới sự đóng góp cũng như là công sức miệt mài của các bạn để có thể cho ra mắt được sản phẩm này. Hy vọng rằng trong tương lai, bọn mình sẽ lại được nhìn thấy tên của các bạn trong phần credit của Nioh 3 hoặc là một trò chơi nào đó hoàn toàn mới thì càng tốt. Và đó là toàn bộ những suy nghĩ cũng như cảm nhận cá nhân của mình sau khi chơi xong Nioh 2. Với tất cả những gì mà trò chơi đã mang lại cho mình thì Nioh 2 xứng đáng nhận một điểm phê. Và trên đây chỉ là những đánh giá của cá nhân mình, và nếu các bạn có những quan điểm khác về trò chơi thì cũng đừng ngần ngại chia sẻ chúng bên dưới phần bình luận nhé. Nhân đây thì bọn mình cũng đang tổ chức chương trình giveaway một chiếc đĩa Nioh 2, nên nếu bạn nào có hứng thú thì hãy tham gia group Facebook của bọn mình để có thể nắm được thể lệ nhé. Ok, video đánh giá và cảm nhận Nioh 2 của bọn mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, xin đừng quên like, share và subscribe cho VGame để không bỏ lỡ những video nào bọn mình sắp ra trong tương lai nhé. Mình là Trương và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye!